Đây là bảng xếp hạng 39 chát quỷ trong blog food. Và mỗi dòng tụi mình sẽ dùng vòng quay này để quyết định chát quỷ mà tụi mình sẽ sử dụng. Và khi chát quỷ được chọn nó sẽ không được sử dụng lại nữa. Và người đầu tiên chiến thắng 5 vòng đấu sẽ trở thành quán quân của video ngày hôm nay. Và đừng quên là các bạn có thể xem hoàn toàn với 4.145 cái phần bình luận nha. Ok, thì đến với vòng quay đầu tiên chắc chắn là mình sẽ nhường cho V-Duck rồi. Tại vì mình là người lớn mà. Ôi, cờ. Rồi, cờ. Cờ gây gì lại anh? Gây gì lên anh? Anh nói trước nha. Em nói trước. Thì em quay ra trái hạng C. Có nghĩa là em phải chọn trái quỷ trong cái ô hạng C này. Ồ, thôi em biết chọn trái nào rồi đó. Thôi, anh biết luôn. Chọn trái gót đúng không? Chọn. Thì khi trái quỷ này được chọn, nó sẽ có một cái dấu gạch đỏ ở đây. Có nghĩa là máy trái này chỉ được sử dụng một lần trong video này thôi. Rồi, có trái gót không? Đây, em đang xài nè. Ui, ghê vậy. Ơi, áo tròn em nhìn nam tính á. Em thích cao này lắm, kiểu nó thể hiện cái tính cách của em á. Oh. Ok các bạn ơi, lần này sẽ đến với vòng quay của mình nha. Hạng Phúc hạng C thì chắc chắn mình sẽ là hạng V. V đó. Ôi, đừng, hạng S đi. Hạng S. Hạng Z là hạng thấp nhất, A đến Z hả? Từ A đến Z, Z. Ôi, nhưng mà hạng Z trong video này có tới 3 trái quỷ cực kỳ xịn luôn. Nó còn có trái bo nữa chứ. Rồi, lần này em sẽ chọn trái Rubber nha. Ngay từ nhỏ đã được huấn luyện để trở thành một đấng hải quân. Vậy thôi chính là ông nội, bắt hết chặt là để cứu dân. Rồi, em sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng rồi đó. Rồi, vô. Trái này là của Tứ Hoàng đó nha. Phải không? Phải không ta? Rồi, chiêu đầu tiên, em biết là gì không? Gì vậy? Gumugumono. Quá, wow, mình biết luôn các bạn, mình biết nó sẽ đánh mình nên mình néo à. Quá, wow, thằng này Katakuri á, Haki reset cấp cao quá vậy. Nè, Dũng chơi C nè. Dũng. À, phải không, thấy không, mình biết được hết. Chịu ít nha bạn. Rồi, tới lúc giết nó nha các bạn. Rồi, em xài phải không, coi anh nè, lõi bung bá đạo của trái Rubber. Rồi, rồi, ảo. Mày ảo. Ờ, trái Rubber này phải có kế hoạch cho nó mới thắng được V-Duck các bạn ơi. Mình sẽ bỏ chạy trước nha. Gomogimono smart mày. Từ từ Gomogimono pháo đùng. Khủng kìa mày. Rồi khắc chế cứng các bạn ơi. Mắc nhiều với ta, khắc chế cứng các bạn ơi. Nhường nó các bạn, nhìn hơi nhường nè, nhảy vô bá gì mà nút hắc não. Hắc não rồi cu. Căng rồi chứ vậy, căng rồi chứ vậy. Bữa nay này trời, trái Gomu như Luffy vậy trời. Anh là Luffy thiệt mà cu. Luffy đây nè con. Tưởng anh Luffy thiệt không đó. Mày. Tưởng anh Luffy thiệt không. SOS. Anh thật ra chính là ác quỷ Phi pha ấy gì á. Ok. Shimat. Ok. Hơi không mạnh lắm nha. Ui. Được thắng được. À! Ây ơi, gâu trắng ơi. Kêu hai người đó ra giúp anh đi. À quên, chết hết rồi. Ây. Quên, xin lỗi bạn fan Bambi nha, mình xin lỗi. Thì bây giờ sẽ đến với lượt của V-Duck nha. Lần này sẽ là trái hạng Z nè. Ui, ai thiệt kìa. Hạng D cũng được. Trời ơi. Hạng D cũng cao lắm nha. Cao hơn hạng Z. Anh nghĩ chơi smart là mạnh nhất rồi đó. Em sẽ xài trái berry. Trái tường trắng hả? Rồi thằng này màu đen mà thích xài trái tường trắng các bạn. Trái của Patomolia. Patobaroli. Thì bây giờ sẽ đến với vòng quay thứ hai của mình nha. Thôi hồi nãy là trái hàng Z rồi. Ai rồi. No. Ai chuẩn luôn. Trạng này căng kèo rồi. Mình nghĩ hôm nay có sự sắp đặt gì đó ở V-Duck các bạn ơi. Hay thì trái chữ dách chỉ còn hai trái này thôi. Nên mình nghĩ mình sẽ chọn trái pen nha các bạn. Mặc dù nó phế mà nó sẽ hơn trái chớp chắc chắn rồi. Thì bây giờ mình sẽ ăn trái pen nha. Mất ban trái pen thôi. Ngâm. Rồi em sẽ cho anh biết mùi đau khổ là như thế nào nha. Ủa em xài trái tường trắng mà sao lại xài trái gót vậy? Ủa, nó chỉ là tác dụng phụ thôi, không có gì hết. Rồi thấy nó xài trái berry xong phân thân ra ba bốn thằng quýnh mình rồi. Nỗi đau lớn trời. Ghê vậy. Rồi, không chơi cứng luôn các bạn ơi. Rồi. Ê. Mày. Ôi bay nhanh dữ hả? Ây da. Ôi chẳng này chứ bên này trong cầm nhận nó phế điên. Ây da. Chiu mi nha. Mày. Rồi chết. Trời ơi. Đừng chạy nữa coi. Đừng chạy đâu. Chạy quá các bạn ơi. Mày đỡ hộ. Ui da. Ai không á, giờ mình xài melee ăn phút. Cái trận này hai trái quỷ cùi quá. Trận này xài melee đi. Trận này cho xài melee một trận nha các bạn. Tại vì hai trái quỷ là thôi đừng xài melee đâu Phúc ơi, gì nửa kêu máu rồi. Sao em mạnh như vậy. Rồi
Trời cô cái thức tỉnh sức mạnh hay gì trời. Mày yeah! Su! American. Hay quá các bạn ơi, tỷ số bây giờ là 2-0 dành cho VDAC. Tuyệt vời. Thì bây giờ sẽ đến với vòng quay thứ 3 của VDAC. Rồi, lần này cho em ra trái chữ dách nè, trái cuối cùng luôn. Rồi, sao VDAC hên chứ vậy? Hạng C mà hên hả? Ôi, hạng C là cao, hạng dách của anh hai bậc đúng không? Rồi, trái hạng C nè, em chọn cái nào? Trời trời, cũng không trái nào xịn lắm ha. Rồi, mang trái bom. Trái bom đúng không? Rồi, bây giờ thì sẽ tới lượt của mình quay nha. Rồi, hạng S đi, hạng S đi, hạng S đi. Ui! Là đẹp, hạng S là... Không thể nào các bạn ơi, mình không thể nào lên được hạng S luôn chứ. Ủa, rồi hạng D anh... khác gì trái hạng Z đâu? Ừ, mấy hạng D chắc anh thua em luôn rồi đó lần. Thôi được rồi, lần này mình sẽ chọn trái Falcon nha các bạn, một trong những trái hệ Doan thần thoại. Chắc em cũng biết được sức mạnh của trái Falcon rồi chứ vậy. Trái Doan thần thoại. À hú. Ôi chứ anh hỏi em kêu chó vậy. Tại vì nó phế như chó vậy đó. Ôi, ôi mày đòi quên. À, hay thiệt chứ. Fan cành bay. Nè, coi anh múa nè. Rồi, đặt bơm cái gì? Hiểu luôn các bạn. Hiểu luôn. Hiểu luôn ha. Ây da. Rồi, bay lượn vòng vòng thám thính các bạn ơi. Ôi, 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 ôi. Không ngờ gặp phải thằng liều các bạn ơi. Thoải mái. Ui da. Ui da. Rồi bây giờ VDAC không ra thì mình sẽ chạy luôn nha các bạn. Ui, rồi mình chơi chính thực đi ra chỗ mới luôn. Ai ai hello. Coi như em quân tử đó. Mày. Ai da. Ai da. Ai da. Ai da. Sướng 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 rồi. Vụ nổ lớn quá các bạn ơi. Na 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 na. Ui ghê chưa. Ghê chưa. Rồi đặt bom nó kìa, đặt bom nó kìa. Mày tưởng mày xài chứ bom mày hay. Mày tưởng. Mày tưởng mày chạy chứ bơ mày hay. Ơi, tạo mày tưởng chạy. Không biết rồi, tôi không biết nào hùa được cái trái cái cửa đó được. Wow. Sợ quá thì cái giờ mình thấy sức mạnh của con chim này các bạn ơi. Chim này bự quá các bạn ơi. Ủa da. Anh đi cho ấy ấy. Mày su. Em hùa chứ bên cạnh hả. Thì như các bạn mới vừa chứng kiến đó, trái Falcon lần đầu tiên trong video của mình đã giành được chiến thắng 2-1. Oh my god. Bạn sẵn sàng chưa? Tới vòng quay tiếp theo nè. Mà vòng quay này phải được hạng S hay hạng A gì quýnh cho nó sung sung chứ mà. Ê, ê. Hạng S luôn hả? Ê. Các bạn ơi, sao 1 phút nó quay được hạng S trước vậy? Anh đừng có tiên tri mà, em bật anh thiệt. Em muốn hạng C, hạng D đánh với anh cho nó đúng trình mà. Thì hạng S lúc này sẽ có trái Kitsune, Leopard, Dragon, Mochi. Thật sự là mình rất là quý anh Kitsune các bạn ơi. Để mà giúp anh ấy có được, đừng có bị nhục á, thì mình sẽ chọn trái Kitsune các bạn. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Mình mà không chọn một hồi nó ra, nó cũng chọn các bạn. Vậy thì lần này sẽ tới lượt anh nha. Nếu em không nhường anh thì lần này anh cũng sẽ là hạng S luôn, cũng là su luôn. Ê, yeah, yeah, yes. Một bạc ha. Lần đầu tiên luôn các bạn, lần đầu tiên trong video này mình được hẹn A luôn á. Trời trời, mừng vãi cái đấy. Vui quá à, vui quá à. No way, lần đầu tiên tiếp xúc những trái hẹn A nhân loại là đây. Mình sẽ chọn trái T-Red để đấu với nó nha các bạn. Em cũng chỉ là con cáo nhỏ thôi. Anh là T-Red fan cạnh nè cu. Ok, rồi sao nữa, anh có bay được đâu. Sao, giờ thì sợ chứ Phố. Vậy ta, bạn đứng yên cho em quan sát chứ ơi. Đây mới gọi là sức mạnh tuyệt đối của mình nha các bạn. T-Phone Falcon. Là gì? Là ba trái ghép lại T-Phone. Nghe giống như iPhone nha. iPhone là bạn bè gì của iPhone hả? Hỏi hàng xa hả? Rồi anh bắt đầu trên em hát nó nhiều quá rồi đó. Thôi từ từ hay thôi quýnh nhau. Mày sao vậy? Ôi các bạn phải lấy đợi thế trước chứ. Anh điếm vãi cái trường. Không bình thường rồi sao nữa, cô bé của anh. Cô bé nào? À đánh lại đi mà. Không ấy nào mình thua luôn á. Thôi mà do nãy là mình chưa bắt đầu nên mình sẽ cho VDAC một cơ hội đó nha các bạn. Anh thiệt, anh cho em cơ hội thiệt hả? Ừ ra đi, tại nãy anh chơi ăn gian mà. Ăn gian. Rồi bắt đầu. Rồi bắt đầu, chuyện này em phải là kẹo nha. Mày. Ôi má, hụt chi rồi. Không có cơ hội lần thứ hai đâu nha Phố. Không có cơ hội lần thứ hai đâu nha Phố. Sao anh mặc đồ cho em hả? Không có cơ hội lần thứ hai đâu nha Phố. Thôi mà. Không có cơ hội lần thứ hai đâu nha Phố. Nghe không? Nghe không? Ê, em rồi, em có nãy có mặt ông em anh đánh gì dữ vậy?
Đánh gì dữ vậy? Anh cho em một cơ hội nữa để anh hành em cho các bạn fan thấy đúng không? Cho cơ hội nữa để cho em chứng kiến cái cảnh em thua thiệt là thảm hại thôi. Hay thì cuối cùng sau hai trận đấu mình đã nhường với Đắc vậy rồi, nhưng mà tỷ số vẫn là 2-2 các bạn ơi. Sao gung mà chứ vậy? Lần này em ra mà trái hẹn B một cái thôi, nó anh quýnh em chết luôn rồi. Rồi. Ai em cảm nhận được nỗi đau nha Phú. Trái hẹn vết cuối cùng không cần phải chọn nữa. Các anh dùng kiếm á, anh dùng thoải mái đi. Hai chớp chưa? Rồi, mày. Và đương nhiên bây giờ sẽ tới lượt của mình. Let's go. Anh nghĩ là chắc tầm trái hẹn C thôi đủ thắng em rồi đó. Ai đừng. D. Đừng. Hình quá có cơ hội thắng rồi các bạn ơi. Để anh coi trái hẹn D là trái diamond. Cái trái chớp đó làm sao có thể quýnh xuyên qua được cái lớp giáp kim cương của mình các bạn. Cheng. Ui hợp vãi. Full combo sang nước biển luôn. Rồi bắt đầu chưa? Không được dùng nhảy đi, tại vì hai trái này nó ok nó ok quá, nhảy là nó không có trúng nữa okay. Nên kéo dài trận đấu lắm. Vậy là không được xài nhảy đúng không? Rồi vô quất mày mù đi cu. Rồi cái gì kìa, cái gì kìa, đau quá đau quá đau quá không hay được. Ê chiêu cái trái chớp nhìn lỏ hơn luôn không. Chạy hộ. Ui má lần này mình em đỉnh vãi. Ê mày ơi. Chạy chạy. What the fuck. Trời ơi. Trời ơi cứu tôi, không muốn bị hành hạ gì. Mày. Trời ơi. Nè quýnh trúng nè, quýnh trúng nè, quýnh trúng nè. Ây da. Trời ơi mạnh quá các bạn ơi. Quá mạnh luôn rồi. Gì đây, kế hoạch gì đây. Rồi thôi đầu hàng chứ gì. Ui. Ôi này còn chống cự nữa chứ. Các bạn ơi mình biết một chỗ có thể giúp mình chiến thắng các bạn ơi. Đừng có chạy nữa Phúc, đứng lại. Trời sao biết hay vậy ta. Thôi Phúc ơi im lặng đi, anh phải miêu win rồi. Bye bye. Sướng quá, cảm giác này sướng quá các bạn ơi. Tỷ số bây giờ là 3-2 nghiêng về phía của mình nha. Hiện tại thì mình đang lật kèo khá là căng thẳng đó. Bây giờ hết việc với Đắc lật kèo rồi các bạn ơi. Mà đó là anh lái anh lật kèo. Ôi ôi ôi. Trời. Trái hẹn D nữa. Anh ra hẹn D kìa là anh. Ơi anh ra hẹn D rồi. Thôi còn trái cuối cùng của em nè. Rồi chứng kiến cận cảnh với Đắc ăn trái Seamoth nha các bạn. Ôi ngon kìa. Không có battery luôn, wet me later. Và bây giờ sẽ đến với vòng quay của mình nha. Rồi ước gì được trái hẹn ơi. Hẹn D. Ước gì được trái hẹn D đúng không? Ơi, đừng. Yes. Hẹn C hiện tại vẫn đang còn khá là nhiều trái nên mình sẽ quyết định chọn trái sen. Em tìm được trái quỷ này mạnh lắm. Trái gì vậy? Trái dứa. Ui là anh nè. Trái dứa là trái này nè. Trái dứa là trái đó. À Sakumako. Mà anh còn trái này mạnh hơn nữa nè. Đâu? Trái dứng. Trời ghép cái này vô chắc cười banh bụng. Có mồm nào cười gách con chim chép luôn các bạn. Chép. Ok các bạn ơi, Crocodile lại phải ra tay nữa rồi. Chiêu này bay mà kết hợp với lại cái bung phượng hoàng này nhìn đẹp quá vậy. Vô mày. Bay qua đầu mày nè. Không biết hả cái này chừng nào trúng đầu hình nữa. Cái này chơi cho vui. Ok ok luôn. Bắt. No. Ok bắt. Luôn. Ok no, luôn. No. Đau quá. Ôi ui cái gì vậy? Rồi giỡn em hả? Kiếm két. Rồi hay ôi, vậy. Rồi. Rồi sao nè? Em bay lên nè cô. Nè, nè đi. Né hộ. Nè, em bật rồi đó, em không muốn giỡn với anh. Em bật rồi đó nha. Rồi, đừng bật mà Phố, anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Ui ui hay kìa, mình hay chứ vậy. Chịu thiệt cái chứ trời. Nãy giờ mình bị thằng này hành hạ hoài mọi người. Trời ơi, sướng quá, coi cách nó chạy kìa. Quá khứ của kẻ phản diện. À, bình thường khúc này là mình gượt nó chạy mà trời. Sướng quá các bạn ơi. Có lộn kìa. Mày. Nhân vật chính của chúng ta hôm nay đã ăn hành liên tục. Đã da đen còn nhỏ nữa. Thì tỷ số hiện tại đang là 4-2 nha các bạn. Liệu VDAC có lật kèo được hay không đây? Thôi đến với vòng quay quyết định nè Phú ơi. Chạy gì đây? Ôi. 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 Yes. Ôi. No way. Trái hẹn S nữa hả? Sao em chọn này như nếu nào? Mình thua là mình sẽ thua luôn. Đúng đúng. Mình phải chọn một trái hạt là mạnh. Chuẩn. Thôi trái leo bát đi. Trái nào cũng là tủ chứ. Ôi, trái leo bát cũng là một trái khó chơi đấy các bạn. Nên là bây giờ mình sẽ được trái hạng S. S. Nãy giờ mình chưa được trái S nào luôn á. Vì Đắc á, nó chọn trái leo bát có nghĩa là nó thiên về tốc độ đúng không? Ừ thì trái A là đóng băng em lại làm đâu di chuyển được. Ồ chuẩn. Thôi mình sẽ chọn trái A nha các bạn. Oh my god. Ôi, các bạn biết lý do mà tại sao trái A mạnh chưa?
chết người bay được luôn hả? Em nhắm chơi leopard của em nó chạy nhanh tới mức mà đây là trận chiến của tốc độ đó nha. Ủa các bạn ơi, sau khi mình thấy mà anh ấy biểu diễn cái đó thì thôi mình bật luôn dạng leopard luôn. Ôi, không gì cái gì vậy, mình cái gì mà căng thẳng vậy. Ây da, ui da, thằng này quýnh thiệt luôn á mày. Ui da, anh chưa à, xài lộn combo các bạn ơi. Được rồi, tới lúc rồi. Yeah. Ủa sao chạy chậm quá vậy? Ôi, nè, phải né được cái này. Mình vẫn còn cơ hội các bạn ơi. Chim băng, mày. Ui da, trời. Cái đồ gà. Rồi, tỷ số giờ là nhiêu? 3 điều 4, 3, mày giỡn hả mày? Thôi, đến với vòng quay tiếp theo nha. Pha nãy là mình bị Vi Đắc vụ xài chết ai các bạn ơi. Chắc chắn, rồi, rồi, kết thúc. Ôi, video đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn các bạn nha. Hẹn anh biết hẹn B em chờ cái nào rồi đó. Hẹn B có chứ gì? Trên sao? Trời, sao hẹn B trên sao là sao vậy? Trên sao thôi mà, đâu có sao đâu. Chứ sao mà đâu có. Ôi, 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 ôi. Rồi mình có sao được các bạn ơi. Vậy đừng chat anh, xài trái mochi. Thì nếu như mà các bạn có coi những video PvP của mình thì các bạn cũng có thể biết là Vidac chính là một ông chùm xài trái sao. Còn mình thì ở tích nộ luôn kìa má, tao biết ngay mà. Mày bay, ối gì hụt hết trơn rồi. Dịa phố, dịa phố. Tính xài chiêu rồi chạy hả mày? Tính xài chiêu rồi chạy hả phố? Dạ, yeah, dạ yeah. Mày lăn mày nè cu. Chạy 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 chạy. Giờ tới lượt mình chạy nè. Bây giờ tới lượt mình chạy nè. Ai à, đừng giỡn ác quỷ nha phố. Ok, để em coi anh làm được gì em. À à, tính bay tính bay à. Mày hay vậy? Mày làm được gì em, trời ơi. Trời ơi, được rồi, trận đấu chưa có kết thúc. No no. Ai no. Đố anh làm được gì em, anh chấm hay chấm? Hình như anh trốn riêng, anh BBB hay gì các bạn ơi. Hôm nay anh mua khóa học đào tạo BBB trên TikTok đó. Mua của tôi vui vậy, đánh dữ mà. Anh chiến thắng em nhưng mà cái giá của anh là gì vậy? Anh đã trở thành săn tóc đỏ rồi. Thì cuối cùng mình chính là người đầu tiên nhận được 5 trận thắng trong video ngày hôm nay. Được bật cái đó.